Chào anh em nha. Đây bãi về được một con một lô nè, giao lái còn vài con, bây giờ quay cho anh em xem trước con Yamaha F180 nha anh em. Hai cầu, ba máy đời mới nha anh em. Xe còn đẹp thì có 70%, bánh đồ còn đẹp 90. Bánh cay gao đồ đẹp, chưa răng nước luôn nha anh em. Bánh rất là đẹp. Anh em nhìn đây, bánh sau của nó là 8322, gai rất là đẹp luôn. Đây cái đuôi sới đây, dàn lưỡi là con mập chát luôn nha anh em. Đây có anh em đặt mấy cái loại nhỏ nhỏ này, mình có về anh em nhớ ghé xem clip, rồi ai đặt trước thì giao trước nha. Đồ nó còn ok hết. Bánh bung nó còn rất là đẹp. Mạc đồ ok hết, có hết nha. Tắt bật bằng chìa khóa luôn. Đề cao nha anh em, tại vô số của nó đây, như du lịch có báo hiện số cho này luôn nè. Dân ma hai cầu, bánh trước gì cũng đẹp luôn nha anh em. Bánh trước anh em hay hỏi là thông số nè, thông số bánh trước là, để coi cho kỹ, là 62 nha anh em. Rồi nổ máy đi. Dở gạt gạt đứt bằng điện luôn nha anh em. Anh em nhìn nè, hệ thống điện còn rất là tốt nha anh em, bằng ti luôn nha. Rồi xả luôn, hệ thống điện còn rất là ok luôn. Rồi chạy lên em xuống bằng cái đặt cây ở đảo đó. Ok, về đi, về đi. Rồi, tấm này rất là ngon. Đi để quay cái máy được nha.
ăn cái là ăn tại chỗ thôi. Ghê ghê xa xa chạy vô mới đã. Anh em nào mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0965198 không nha, liên hệ trực tiếp nha anh em, nhớ là liên hệ trực tiếp. Suzuki đã bị giao rồi nha anh em, có con chung ta là 2002 rồi, 2002 đâu giao rồi nha anh em. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái đợt hàng mới mình về nha, bánh còn quá đẹp luôn. Rồi chào anh em.